mấy thằng ra dễ á mà yếu sinh lý nha, nhưng mà mới lần đầu tiên làm chuyện đó thường nó ra cũng dễ nữa, nên mấy bạn nào lần đầu tiên á thì các bạn có quyền ra dễ. Từ từ mình phải ra khó. Có mấy thằng ông nội mắt nhắm mắt mở tập gym hài bỏ mẹ luôn, tạ ba tạ cho đẩy ngực tháo bên trường bên hỏi cây giật đầu đập bóp bon xỉu luôn mấy đứa đó, không bao giờ chịu chú ý hết. Vlog thực hành thiết thực cụ thể châm biếm hài hước phương pháp tập gym đúng chuẩn tứ trụ Sài Gòn gym triệu đô đẳng cấp 5 sao gym chúa Duy Nguyễn THOL. Xin chào các bạn. Mặc dù là CEO của một hệ thống phòng gym rất đẳng cấp sang trọng tính bằng hàng triệu đô la, nhưng mà Duy Nguyễn thích đem tới gym những cái khái niệm bình dị và những cái thuật ngữ rất là đơn giản. Nó dụ như tập tạ, điển hình qua hai câu thơ: 100kg trên tay thằng tập tạ đâu nặng bằng 7 tỷ để mua xe. Đó, nghe rất là đời vậy bạn. Tập gym nặng vậy đó. Đến đây, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua chủ đề. Bây giờ á, chúng ta ép ngực bằng máy với ép ngực bằng cáp, cái nào ngon cái nào? Cà khịa vô. Thì đây là cái máy ép ngực hai tính năng, vừa ép ngực vừa tập dây sau luôn. Wow. Nha. Đây là cái thể máy ép ngực đời thứ 3 của THOL tính thời điểm hiện tại. Cái đời thứ nhất á bán trần lâm lùng rồi, thằng Việt Kiều bố láo đó. Mấy em cho nó coi hình ảnh Việt Kiều bố láo nha. Đó, cái máy đó là máy của Body Solid. Cái máy đó ép rất ok, rất tốt. Và bài tập đó được Duy Nguyễn Việt hóa một cái tên rất là mỹ miều, một cái tên rất là đời, đó là cánh bướm hoàng hôn. Nha, cánh bướm hoàng hôn. Tập gym nó đẹp vậy đó bạn, nó đẹp như là một cái cánh bướm. Nó bay 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 trong một cái không gian mênh mông đầy lãng mạn của hoàng hôn. Hoàng hôn mưa gió lòng tê tái, nhớ lại ngày qua vạn mối tình. Sao giờ đọc bước đời cô lẻ, ngắm ánh chiều xa khẽ lạnh mình. Thơ của Duy Nguyễn thời sinh viên đó các bạn. Nha. Những vần thơ đi vào lòng các cô gái từ giảng đường đại học tới, mà thôi không nói đâu, đón đi. Đây là cái máy đẳng cấp nhất, mắc nhất, 80 cũ. Nha, 80 cũ. Tại sao cái từ 80 cũ này nó cứ dai dẳng? Tại vì hệ máy thường thường nó giống tiền nhau mấy em. Khó tập nữa. Cái máy này đầu tiên về là đôi khi các bạn sẽ bị bỡ ngỡ, nó khó tập kinh khủng luôn á, không phải giỡn đâu. Nha. Nên cái máy này là tụi nó thiết kế cho mấy thằng Mỹ bạn, nó hơi cao, đúng không? Nên khi mà các bạn ngồi vô đây các bạn tập này. Full chưa? À full bả rồi. Đó, ngồi vô đây tập. Thấy cái vị trí này nó cũng hơi ghê không bạn? Nó vị trí là vai cao hơn tay một xíu là được. Đúng rồi đó. Nhưng mà mấy bạn nào lùn hơn Duy là vấn đề đó. Các bạn lùn hơn Duy bằng tập hồi nó ra vậy nè. Tầm bậy vậy đó. Mà khi lùn thì các bạn phải đứng, mà khi cao thì các bạn ngồi. Nó khổ vậy đó bạn. Nha, nên làm quen với máy đi. Bài tập này á là một cái bài tập mà gọi là nó ép tốt hơn. Nếu mà nếu nói về ép ngực giữa đó, thì cái máy nó ép tốt hơn cái cable. Cái cable á là nó ép ngực dưới và ép ngực trên thì nó ok hơn. Nhưng mà riêng ngực giữa thì nó không bằng được cái máy cái máy này nha bạn. Strike nè, ép nè, đúng không? Này nè, freeway bà mẹ luôn. Thằng nào tập bị đặt tay quại gì yếu đứng ra gió bài này nha ba. Cái bài này tập đi nè, cầm ngay đây, nó freeway cả cha nó đó. Mình nó điều khiển cảm nhận cơ tốt đúng không? Ép vô đây, bài này không tập nặng nha, nặng chết người á. Cái máy này nó thiết kế để tập vừa thôi đó. Giả sử thằng kia nó lùn thì nó tập như vậy. Đó, nó lùng mà giả sử nó lùng nó đứng lên tập vậy nè. Cái ưu điểm của cái máy này á là các bạn tập các bạn không ăn gian được. Sao ăn gian? Đúng không? Ví dụ như cái máy hệ cũ đi, cái chỗ này nó phích thì bạn ăn gian được. Còn cái máy này bạn đi quay không được, bạn ăn gian nó lắc. Thằng nào ăn gian là tự nhiên lắc tay rồi liền. Nên thằng nào tập lắc tay thằng đó ăn gian. Nghe. Đây là một cái bài tập chúng ta có thể khởi động nha. Chúng ta có thể khởi động cái bài này xong ta qua gần cũng được. Còn không á, chúng ta tập vào cuối buổi. Nó giống như là cái máy bên kia. Và chức năng của nó dùng để superset và để propset luôn. Nói chung về hệ cái máy Strike thì nó có những cái đặc điểm chung. Những đặc điểm chung là gì? Phù hợp cho đa số đối tượng. Không có chuyên về tập nặng mà nó chuyên về cường độ cao.
nó có thể dùng cho những cái giáo án kết hợp cường độ cao như là super set và drop set. Nó mệt quá, uống intra một cao cái làm mấy video này cực thiệt chứ. Bởi vậy coi chịu khó like và share đi ba. Cái hệ máy mới nó làm bằng dây coro nha các bạn, nó cũng làm bằng dây coro, nhìn nó rất là chắc chắn, không bao giờ đứt đâu. Lấy kéo cắt mới đứt, mà kéo cắt chứ không phải kéo là cắt cũng được rồi, thấy không má, cái đồ chốt tạ nhìn thấy khủng bố không, kinh thiệt. Rồi lên tạ. Tại sao hồi nãy Duy nói là nó ép không vô bằng cái máy, nó ép ngang tốt hơn so với cái cable. Tại cable bằng ép là vậy nè, như vậy nó vô ngực chị ông nội, ngực dưới nha, như vậy là vô ngực dưới nha, như vậy mới là ngực trên nha, còn như vậy mới là ngực ngang nha. Nó bảo đảm ngực ngang ép bằng này không vô, đó là nhược điểm của cable, nhược điểm chết người của cable đó ba. Đó nên cái máy này nè, ép ngực ngang là phải dính tới nó thôi nha. Nên đầu tư cái máy này phòng gym, và các bạn tập gym bạn phải biết về ngực qua cái cơ chế ép này. Khó mấy phải tập, đương nhiên nó ép đâu dễ đâu bạn, khó lắm giỡn đâu. Thậm chí cái bài ép ngực ngang á, nó bằng cable nó còn tệ hơn so với bằng dumbbell nữa. Dumbbell ép vô hơn, nhưng mà vô mấy cũng bằng được cái này. Thấy không? Tay nè, thẳng, đâu có gian được. Thằng kia ép tay cong được chứ này không cong được, nó thẳng vậy nó tập trung vô ngực không à. Nó isolation vô ngực ghê lắm em. Nhẹ nhàng thôi. Đó, quá sắc. Khích khích khe vũ luôn. Tập này khích khe nha bạn. Bót lắm. Nó khích khe. Đó. Nó nhẹ mà nó phê, nó từng thớ cơ luôn. Đã quá. Rồi bây giờ chúng ta tăng độ khó cho game nha các bạn. Tăng độ khó cho game có hai cách tăng. Một là lên tạ. Lên tạ là tập ông bà nhìn luôn á. 75 bao thôi, đừng có ham đú. Cái máy này nó khó tập lắm chứ không phải dễ đâu. Rồi chỉnh cái này nha. Đó. Ép vô sâu nhất thì chúng ta ra khó nhất, và cơ chúng ta được căng nhiều nhất, cơ chúng ta cũng được ép nhiều nhất luôn. Nói chung là tập về là ngon nhất. Còn yếu gió đó thì cho nó lên xíu. Còn nào mới đầy 3 nữa thì nó lên xíu. Nó có 3 mức, 1, 2, 3. Thấy không? Chỉnh hai tay cho nó đều nha ba. Có mấy thằng ông nội mắt nhắm mắt mở tập gym hài bỏ mẹ luôn. Tạ ba, tạ cho đẩy ngực, tháo một bên, trường bên, hỏi cây, giặt đầu, đập bóp, con xỉu luôn mấy đứa rồi đó. Không bao giờ chịu chú ý hết. Cái này á, bên kia mình chỉnh mức nào thì bên đây cũng phải chỉnh mức đó. Đó. Có nào chỉnh về tập được không? Sao đây? Nè, mức 2, mức 3 là mức dễ nhất. Rồi, ok chưa? Rồi khi mà mức 3 là chúng ta ra dễ nhất. Mấy thằng ra dễ á, à, yếu sinh lý nha. Nhưng mà mới lần đầu tiên làm chuyện đó thường nó ra cũng dễ nữa. Nên mấy bạn nào lần đầu tiên á, thì các bạn có quyền ra dễ. Từ từ mình phải ra khó. Mình phải tăng độ khó cho game nữa. Đúng không? Để vậy ra cái một có đâu. Tại vì để vị trí này nè. Đó. Tại sao với nó là dễ? Với cầm nè, cơ có căng cái con khỉ gì đâu. Đúng không? À, căng gì đâu. Vậy tập gì? Nhưng mà tại nó mới chơi, nó mới vào nghề, lần đầu tiên làm chuyện đó. Đó. Nên nhớ khi mà bạn tập nè, ra không có ra gì, kể tay chích bà nội luôn á. Lực không có, kéo nó vô một xíu. Nó đang vậy đúng không? Chỉ là kỹ lắm mà đó. BT mướn 600 ngàn giờ nó chưa chỉ vậy đâu. Xích vô một cái. Nhớ cụ chỏ, có hẳn để vậy mới ra được nè. Cậu ra vậy vài bữa bệnh chết bà. Nó không được nha. Đó. Cụ chỏ nó chỉ thẳng ngang sau vậy nè. Cụ chỏ nó chỉ thẳng đằng sau, đúng không? Rồi, mình tập trung cái lực dồn vô ngực, gồng ngực lại, ép mạnh vô.
đó, nó mới chuẩn. Hai cái tay nó phải vậy chứ không được thẳng vậy nha bố. Vậy là ok rồi, nó an toàn mà nó lại hiệu quả đó, thấy không? Má vừa tập vừa nói nó mệt thiệt chứ ta. Nó đuối luôn các bạn. Nhưng mà không biết sao quen lại giờ trâu bò rồi. Ngày cứ quay ba cũng số vậy. Như vậy là không được. Yếu sinh lý. Sinh lý trung bình. Khó hơn xíu, xích vô. Đó. Xích vô, rồi ok chưa? Mất 2. Nó vậy thấy nó hơi khó rồi nè. Thấy không? Ai mà quan hệ chừng 5 năm là ra về được rồi. Nó còn duy mười mấy năm rồi. Phải chơi cái mức khó nhất. Chị em mới nãy. Wow, đó. Cái thế mạnh dữ. Là đàn ông phải để cho phụ nữ người ta nể. Thấy không? Có cái kỹ thuật ăn gian tạ. Ăn gian tạ để ra. Ra thôi, nhưng chút chỉ. Đó, các bạn có thể ra ăn dày. Hoặc là các bạn có thể ra ăn gian. Tất nhiên ra ăn gian hay ra không ăn gian, nó không ảnh hưởng tới cơ. Nó là cái chuyện của cái cổ tay thôi. Nó không ảnh hưởng tới cơ nha. Chúng ta phi quay thì chúng ta phải kiểm soát. Chúng ta phải thích ứng và chúng ta thay đổi. Nhớ. Nó là máy structuralize. Nhưng chúng ta không tiếp thu structuralize một cách vô hồn và máy móc. Chúng ta phải biết ứng dụng, chúng ta phải biết thay đổi. Bây giờ cái mức khó nhất dành cho những người quan hệ lâu nha. Thấy ghê ghê rồi đó. Làm sao ta? Căng căng. Khăn rất quải tội. Tập cái này cố gắng là 10 nha mấy em. Yếu lắm phải 8. Nếu mà chỉnh nặng thì 8. Nhẹ thì phải 10. Nó ra phải lấy cái cây này khó khó rồi thấy không? Không có dễ ăn có ngoại đâu. Con BT hài lắm, BT đẩy ra hai bên. Mướn hai BT, hai nữ á. Nó đứng nó quay cái mông vô màn hình, máy tính nó quay cái mông vô camera, nó kéo ra giùm. Xong rồi tập vô nó đỡ giùm. Trời đất ơi, ngồi hít thở nước hoa không thơm lắm em. Nó là cái giá không có tiền mướn BT. Nói nghe thèm, có tao lên bữa nào mướn BT đóng vlog em. Chơi không? Bữa nào mướn hang đào vô đóng vlog này. Tụi em coi nhiều nhiều, tụi em share nhiều để anh kiếm tiền quảng cáo anh trả cho hai hàng đào chơi luôn á. Có lý không? Khoái, camera khoái. Rồi thôi, ăn gian xíu, ăn gian là vậy nè mấy em. Rất an toàn cho cổ tay và cùi chỏ. Nhớ nha, để vậy là chết mẹ liền. Không để vậy không được. Đó, chúng ta phải ăn gian chút. Tại chúng ta chơi khó, chúng ta phải hắc mấy em. Phải xài thuốc, đồ này nọ kia. Nhưng mà mình trong game là không có thuốc nha. Không biết nổi không nữa, không nổi thì hạ tạ lại. Giỡn thôi chứ bố Duy sao không nổi được. Còn có nhiều cách ăn gian nữa. Nè. Nhìn nè, nó ra hai tay không được, nó ra từng tay. Nó ra từng tay, nhìn nha, cái tay bên trái kỳ ta. Đúng không? Kỳ với ta. Đù, ra được hết đó ba. Trời, nãy giờ giỡn mỗi tay quá, thôi ra nghiêm túc nè. Một phút mặc niệm bắt đầu. Thôi. Gồng ngực nha. Đừng có gồng cổ tay cứng quá. Để thả lỏng thôi. Tại sao nói khi mà chúng ta ép bằng máy là tuyệt vời? Thì căn bản cái cây bồ nó không ép được như vậy. Cây bồ nó chỉ ép ngực trên và ngực dưới thôi. Nó không ép được ngực giữa, nên bài toán cây bồ bỏ. Chúng ta ép bằng dumbbell không cách nào sát được. Ép bằng dumbbell không sát được và cái cường độ nó không nhanh được. Đó là lý do ép bằng dumbbell nó không bằng ép bằng cái máy này. Nhớ, ép bằng cái máy này cái răng nó quá dữ rồi. Nó căng ra tới đây nè. Nó ép cho tới đây bố ai chịu nổi. Đúng không? Sướng phải nói luôn á. Nó, nhưng mà cái máy này nó không dừng lại đó. Nó có một tính năng nữa là chúng ta tập bài vai sau. Tập bài vai sau, nó cắt vai sau tốt nhất trong tất cả các máy. Dám tiền bố cầu á. Mấy thằng tập vai sau tập gì nè. Tại vì sao? Không có tiền mua máy vậy thôi chứ. Thiệt, không có tiền mua máy, nó lấy dumbbell chế đủ kiểu. Với cục dumbbell tôi tập được hết á.
tu tập được hết, đúng không? Giống như với chiếc xe hơi nó chạy được, nhưng mà xe hơi sao chui hẻm, đúng không? Lúc đó xe máy nó cơ động hơn, kẹt xe xe hơi sao chạy, xe máy phóng lên vỉa hè, đúng không? Hợp lý chưa? Nên chúng ta kiến thức về game chúng ta phải đa dạng, phải toàn diện đó, để chúng ta kết hợp cái nào tốt với chúng ta. Trong trường hợp không chọn được cái tốt nhất, tôi mới chọn cái tiếp theo, thế thôi. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.